Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo kế hoạch, ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm thực hiện. Trước đó, sự sơ thẩm vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Sau khi có bản án sơ thẩm, 4 đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng gồm Đặng Anh Quân, Tiến sĩ Luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, cựu trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đối với các bị cáo là quá nặng. Tòa án cũng nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của bà Đinh Thị Lan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đề nghị được xem xét lại tư cách tham gia tố tụng và mức bồi thường thiệt hại tinh thần. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và chấp nhận mức án sơ thẩm mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên. Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian liên tục từ tháng 3 năm 2021, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội đã phát sóng trực tiếp live stream để đưa lên những thông tin chưa được kiểm chứng, những thông tin bịa đặt xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm uy tín, danh dự của 10 cá nhân gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo và bà Trương Thị Việt Hà. Trong một diễn biến liên quan, ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong vụ án này, ngoài triệu tập bà Phương Hằng, tòa án còn triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Mới đây, chị Quy, 21 tuổi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc xác nhận liên quan đến vụ tố cáo tài xế xe khách sàm sở, quấy rối ngay trên phương tiện. Trong vài ngày tới, chị sẽ về lại Đắk Lắc để làm rõ vấn đề này với đại diện nhà xe NT. Theo chị Quy, sau khi chị đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc tài xế tên B, 52 tuổi, của nhà NT sàm sở mình, phía nhà xe đã gọi điện thoại xin lỗi, tuy nhiên nhà xe vẫn rất bên vật tài xế và xin lỗi cho qua chuyện. Do đó, chị Quy quyết định sớm về Đắk Lắk nhờ chính quyền địa phương vào cuộc đến nhà xe làm việc. Chị Quy chia sẻ, việc nhà xe giải thích tài xế đã lớn tuổi để cho rằng không có việc sàm sở là không thể chấp nhận được. Tôi rất buồn khi nhiều người nghĩ bản thân tôi dựng chuyện, nhưng là con gái không ai dạy làm như vậy. Đại diện nhà xe NT xác nhận đã gọi điện xin lỗi cô gái, tuy nhiên đơn vị cho rằng không có chuyện sàm sở mà có thể do tài xế mệt quá nên trong cơn ngủ mơ đã cua tay trúng hành khách những ngày qua trên mạng xã hội facebook đăng tải thông tin tố tài xế nhà xe nt thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc sàm sở hành khách trên xe thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng theo nội dung đăng tải tài xế tên b của xe khách nt đã chui vào giữa hai cô gái nằm và sàm sở khi cô gái phản ứng quay lại clip thì tài xế chối cãi ngoài ra thông tin đăng tải có đoạn clip cô gái quay lại sau khi xảy ra vụ việc cho rằng mình bị sàm sợ ở mông rồi bị lần lên ôm. Theo tài xế xe khách tên B, ông đã 52 tuổi, già lắm rồi, đã có cháu và không bao giờ làm chuyện đó. Theo ông B, tối 16 tháng 2, ông cùng một tài xế chở khách từ thành phố Buôn Ma Thuột đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe chạy tới địa phận tỉnh Đắk Nông thì ông vào đường luồn nằm ngủ. Mấy ngày qua, do là dịp Tết, xe chạy quay đầu liên tục nên ông B rất mệt, Lúc đó ông B nằm ngủ mơ rồi qua tay đồn phải chứ không có ý gì. Sáng nay 22 tháng 2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã xác minh làm rõ sự thật vụ thiếu nữ sinh năm 2010 được gia đình trình báo bị mất tích. Trước đó, ngày 21 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo tìm kiếm người mất tích. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh năm 2010, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, về việc chiều ngày 15 tháng 2, cháu Trang có đi từ quê ở Hà Nam đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội để về nhà. Nhưng sau đó gia đình gọi điện thì không liên lạc được. Khi đi, cháu mặc áo khoác đen ống tay trắng, quần đen dép đen, có sách túi bóng quần áo màu trắng. Trước tính chất của sự việc, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự mời gia đình cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang đến làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Quá trình tổ chức xác minh thông tin đến chiều ngày 21 tháng 2 trong lúc đang làm việc với chị Đinh Thị Toan sinh năm 1982, quê quán Thái Bình là mẹ đẻ của cháu Trang thì điện thoại của chị Toan nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ với nội dung Gia đình muốn em Trang bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản PVcomBank số tài khoản 104 969 563 200 triệu đồng Nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình sẽ tìm thấy em Trang trong thùng xốp ngay sau khi nhận được thông tin trên, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã báo cáo với Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh để làm rõ vụ việc. Kết quả, đến 22 giờ cùng ngày, tổ công tác Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát hình sự đã tìm thấy cháu Trang đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Cháu Trang từng trình đã bỏ học, sống cùng mẹ và em cùng mẹ khác cha tại địa bàn phường Vạn Phúc, Hà Đông. Ngày 7 tháng 2 năm 2024, chị Toan chở cháu Trang ra bến xe nước ngầm Hà Nội để đi xe khách về quê ngoại ăn Tết tại xã Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam. Sau khi ăn Tết cùng gia đình, đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 năm 2024, cháu Trang đi xe khách một mình để về nhà. Khi đến bến xe Giáp Bát, cháu Trang không về nhà, không liên lạc với gia đình mà tự ý đến nhà bạn gái là bạn quen trên mạng xã hội với Trang tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tiếp đó đến ở cùng bạn tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do đi chơi không có tiền nên cháu Trang bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng để ăn tiêu cùng bạn. Thông tin với báo chí, chỉ huy đội cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông nhấn mạnh qua sự việc này, các bậc cha mẹ cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý giáo dục con em, người thân, tránh việc để các em tự đi chơi mà không có người lớn đi cùng. Đồng thời, cần quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, trang bị kỹ năng sống, Kiến thức cơ bản về pháp luật phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của con em trong gia đình, kịp thời uốn nắn những hành vi lệch chuẩn, không để con em vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Người dân nên cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi khác. Trong sự việc này, tin nhắn đòi tiền chuộc 200 triệu đồng là ví dụ. Bên cạnh đó, khi xảy ra vụ việc tương tự, người dân cần phải kiểm tra xác minh, trình báo với cơ quan công an, cẩn trọng khi đăng tải lên trang mạng xã hội. Ngày 22 tháng 2, tin từ công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang điều tra nguyên nhân cháu gái TN 14 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp quận 12. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 21 tháng 2, bà P, 36 tuổi, người giữ trẻ, phát hiện cháu đờ có biểu hiện nôn ói nên cùng người dân xung quanh đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Sau đó, công an phường Tân Thới Hiệp, công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của bà P bước đầu cơ quan chức năng xác định cháu n tử vong do bệnh lý theo người dân địa phương vợ chồng bà p thuê căn nhà trên và sinh sống cùng với hai người con và nhận trông giữ một số trẻ là con của công nhân ở gần đó gửi để chăm sóc bà p có bằng giữ trẻ trước đây từng làm giáo viên trường mầm non tính tình hiền lành sau khi nghỉ làm ở trường bà p nhận giữ trẻ được vài năm và rất thương yêu trẻ em trong lúc đang giữ bốn em nhỏ thì không may xảy ra vụ việc đau lòng cha mẹ của cháu n đều là công nhân và đang ở trọ tại phường hiệp thành theo ghi nhận, căn nhà xảy ra vụ việc gồm một trệt, một lầu và xung quanh có nhiều dãy trọ liền kề. Căn nhà trên được khóa ngoài và phía trước có đặt dụng cụ phơi chắn ở phía trước. Trước đó, hôm 6 tháng 6 năm 2023, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu LKBA, 24 tháng tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, tại nhà trẻ mầm non Baby Shark. Thông tin ban đầu, cháu A được người nhà đưa đến gửi tại nhà giữa trẻ mầm non Baby Shark thuộc thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người nhà nhận được tin nhắn cháu A đã tử vong tại bệnh viện. Theo báo cáo ban đầu của nhà trẻ này, khoảng 15 giờ, cháu A cùng nhiều cháu khác được cô giáo đưa xuống nhà tắm để tắm. Khoảng 15 phút sau, cô giáo phát hiện cháu A bị ngã cắm đầu vào thùng nước để trong nhà tắm. Ngay lập tức, các cô giáo hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu nhưng cháu A đã tử vong.